Chào anh em, mình là kẹo ngon hoa miền hôm nay quay trở lại giới thiệu anh em cái mẫu kẹo chỉ monster anh em nhé. Mẫu monster này cực kỳ là dễ chơi và không nghiền cành. Nhà mình có kích thước 4.5, 5.5, 5.5, 2, 6.35, 6.40 anh em nhé. Đấy, trước khi vào dưới thiệu chi tiết sản phẩm thì mình xin phép anh em. Những anh em nào đang theo dõi video của mình thì rất mong anh em cho mình xin một lần like video và anh em đăng ký kênh bật chuông thông báo lên để mình nhận thêm được tương tác với anh em nhé. Còn về chất lượng sản phẩm thì những anh em nào đã sử dụng qua hàng nhà mình có điểm nào chưa hài lòng thì anh em bình luận góp ý để mình có thể cải thiện phục vụ cho anh em tốt hơn. Còn anh em đã cảm thấy ok thì anh em bình luận là ok nhá. Mình xin chân thành cảm ơn anh em. Còn về cách thức giao dịch thì anh em đặt hàng mình sẽ ship COD cho anh em. Anh em nhận hàng thanh toán tiền anh em lưu ý hàng nhà mình là không đồng kiểm nhá. Hàng không kiểm anh em là tin tưởng người mới mua hàng em là không tin tưởng được qua shop khác để tránh mất thời gian của đôi bên. Còn hàng nhà mình thì mình luôn cam kết với anh em là mình giới thiệu như nào sẽ gửi đến tay anh em 100% như mình giới thiệu luôn. Anh em nhận hàng không được như mình giới thiệu anh em cứ gửi lại hàng cho mình để mình gửi lại tiền cho anh em nhé hàng nhà mình là có bao đổi trả cho anh em yên tâm đó cũng như đầu video mình đã nói thì hôm nay mình sẽ giới thiệu anh em cái mẫu kẹo chì monster cái mẫu kẹo chì monster này thì cực kỳ là dễ chơi và không nghiến cảnh anh em nhá mẫu này nó thiết kế nước gió và vươn cực kỳ là tốt luôn Đấy, mẫu kẹo này thì bao cho anh em độ chuẩn là 140 m bao lắp xe này 100 m anh em nhá Đấy, nếu mà cảnh của anh em nó ngon anh em căn chỉnh tốt thì độ trụng của nó sẽ xa hơn nhiều luôn Đấy, mẫu kẹo này thì nó vươn và nước gió cực kỳ là tốt anh em nhá đó có chỉ monitor nhà mình có kích thước là 4.5 5.5 5.52 6.35 và 6.40 và 4.5 thì, thì sử dụng cho cả tiệp và sáp anh em nhé sử dụng cho tiệp sáp thì ổn định hơn và uy lực hơn mẫu rộng rất là nhiều luôn đó hàng nhập chỉ mềm anh em nhé anh em yên tâm để dùng hàng bên mình anh em nhận hàng về mà cảm thấy không ưng ý thì cứ thử gửi lại hàng cho mình mình hoàn tiền cho anh em 100% luôn anh em nhé hàng có bao đổi trả thoải mái cho anh em luôn đó. không ưng không trụm trả lại đó hàng bao đều và đẹp luôn Móc kẹo này thì mình đang bán là bốn trăm rưỡi một cân bao ship anh em nhá hỗ trợ bán nửa cân cho những em nào mà khách mới chưa biết chất lượng thì anh em có thể mua nửa cân để dùng thử đó nếu mà anh em cảm thấy ok thì có ngay một cái shop uy tín để anh em sử dụng thường xuyên còn anh em cảm thấy không ưng thì gửi lại hàng cho mình nửa cân mình cũng nhận lại anh em nhá đó nửa cân mình cũng nhận lại không ưng giả lại luôn đó và anh em lưu ý khi nhận hàng bên mình thì anh em mang về nhà rồi hẳn bốc hàng anh em nhá đừng bốc hàng ở ngoài đường rất là nguy hiểm đấy. Shipper đã shipper nó biết thì mình gửi hàng rất là khó khăn hiện tại thì rất nhiều rất nhiều nơi mình đã bị chúng nó nột hàng và thu hàng đấy, đấy là tại những anh em nào mà cứ mình ngụy trang rất là kỹ rồi nhưng mà do anh em khi nhận hàng anh em nói anh em cứ kiểu như là nói linh tinh ấy, đấy, nói những cái từ nhạy cảm đấy, thì shipper nó biết mình lần sau mình gửi một là sẽ bị thu hàng hai là bị nó phải tiền đó hoặc là nó lấy hàng của mình đó nên là anh em nhận hàng thì lưu ý giúp mình là mang về nhà rồi bóc hàng còn trước mặt shipper thì anh em chỉ cần nhận hàng thôi thanh toán tiền thôi chứ đừng nói niên thiên cái gì anh em nhá đừng nói những cái từ nhạy cảm ra đấy, bởi vì là hàng thì mình đã ngụy trang rồi đó à, ngụy trang rất là an toàn cho anh em đó, nên là anh em lưu ý giúp mình mang về nhà rồi nó bọc hàng đó, đây là 6 chấm này 6 chấm nhà mình có 635 và 640 anh em nhé hàng chỉ mềm anh em yên tâm khi dùng hàng bên mình hàng không ưng giả lại luôn đó, mẫu cái này thì chơi cực kỳ là ổn định luôn anh em nào mà ở vùng đồng bằng ấy, thì hay chơi khoảng cách xa thì có thể chơi mẫu này đó bọc một phát làm đẹp giúp anh em nhé anh em không nói cảnh ngại khương đó hàng bao đều bao đẹp luôn không ưng giả lại anh em nhá hàng bên mình thì lúc nào cũng bao không ưng giả lại đó. anh em về test thoải mái không trụm giả lại đó anh em mua một cân về anh em test mất một hai nặng mình vẫn hoàn tiền 100 phần trăm luôn đó coi như tiền trải nghiệm anh em nhá anh em không mất gì luôn anh em mất tiền cước cũng không mất anh em nhé nếu mà anh em đã gửi lại thì tiền cước anh em cũng không mất nhá cứ gửi lại hàng cho mình mình nhận lại hết đó anh em nào mua mẫu nào thì cứ liên hệ với hai đầu dưới clip nhá số điện thoại và zalo mình mươi 24 trên 24 luôn xin